Cậu nhóc da đen này vừa lấy trộm túi. Bảo vệ muốn đưa cậu đến đồn cảnh sát, nhưng lão ăn mày cản lại. Quay ra hỏi bà lão bị trộm túi. Quý bà này, bà chắc chứ? Nó trộm túi tiền của tôi. Buông nó ra, ông cũng muốn bị bắt à? Nó lớn ngang cháu nội của bà, đúng chứ? Dường như bà lão nhớ đến cháu nội của mình. Cậu nhóc hơi ngại ngùng mà cúi đầu. Thả nó đi. Cậu nhóc trả túi lại cho bà lão. Chỉ bằng một câu nói mà lão ăn mày cứu được cậu nhóc, cứu được cả một linh hồn. Nhà tâm lý học bị ngôn ngữ của lão ăn mày thu hút đến cảm phục. Một ngày trước đó, nhà tâm lý học người Brazil này đứng trên tầng 21 và định nhảy xuống. Người hòa giải khuyên nhủ 2 tiếng cũng không tác dụng, nên tỏ ra bất mãn. Ông muốn từ bỏ à? Tôi đã làm tất cả những gì có thể rồi, tốn mấy tiếng đồng hồ. Nhưng ông là nhà tâm lý học, ông có thể khuyên người đó đừng nhảy. Ông ta cũng là nhà tâm lý học đỉnh nhất Brazil. Chính lúc mọi người bó tay hết cách, có một lão ăn mày râu ria rậm rạp đi đến, kẻ vô gia cư bên cạnh nói với lão: chuyên gia tâm lý còn không cứu được ông thì thôi đi, tôi lấy hamburger ra cược, ông ta chết chắc rồi. Lão ăn mày cướp lấy chiếc hamburger, đi thang máy lên tầng 21. Hành lang một đống người, nhưng không ai chú ý đến kẻ ăn mày quần áo rách dưới này. Vậy là lão ung dung lướt qua đám người, trèo qua cửa sổ, đến được sân tắm nắng. Nhà tâm lý học bị dọa hết hồn, ông lùi về sau mấy bước, tránh xa tôi ra. Tôi không muốn sống nữa. Ai ra ra? Tôi ngồi đây ăn mà, đừng làm phiền khi tôi ăn được không? Tất cả bình thường thưa ngài, nếu ông ta nhảy thì tôi sẽ nói với các ngài. Xin thề. Phóng viên cũng mông lung lắm, không biết lão ăn mày này muốn làm gì. Lão ăn mày tiếp tục nói: trên thế giới cứ 4S có một người tự sát, không phải mỗi mình ông. Nhà tâm lý học không hề sao động, ông biết đây là kế khích tướng. Giây cuối khi ông chuẩn bị nhảy xuống, lão ăn mày bỗng nói: ông là một kẻ giết người. Đối phương lập tức cạn lời: tôi nhảy lầu sao lại thành kẻ giết người? Trước tiên là ông giết chính mình, sau đó là giết những người đang sống, gia đình của ông. Nhà tâm lý học lập tức suy sụp. Ông lôi một tấm ảnh trong túi ra. Khuôn mặt trẻ trung trong ảnh là con trai của ông. Lão ăn mày lại nói: ông đọc nhiều sách như vậy, ông từng thấy cuốn sách nào viết chết là hết không? Nhà tâm lý học không trả lời được, cứ vậy nhìn chằm chằm lão ăn mày. Lão ăn mày tiếp tục hỏi đối phương rất nhiều thứ, nhưng không đáp được một câu nào. Nhà tâm lý học từ ngại thành tức. Ông gào lên: ông biết tôi đã mất đi cái gì không? Lão ăn mày hỏi lại: ông mất nhiều bằng tôi không? Nhà tâm lý học lập tức câm nín không nói. Đúng vậy, một kẻ mất mát thì thảm hơn một kẻ ăn mày sao? Lão ăn mày lại nói: người tự sát không phải muốn giết chết bản thân, mà là muốn giết chết những đau khổ. Nhưng nếu ông thật sự muốn tự sát thì cứ nhảy xuống, tự mình quyết định. Dường như nhà tâm lý học bị sao động. Ông ta nói: rốt cuộc ông là ai? Ký ức của lão ăn mày trở lại 5 năm trước. Bạn chắc chắn không nghĩ rằng lão ăn mày đứng trên đài thuyết giảng này là một tỷ phú. Ông từng có 200 công ty đa quốc gia, bận đến tối mắt tối mũi. Cho dù có 100 tỷ nhưng ông lại lơ là việc ở bên người thân. Một hôm, ông vừa về nhà, con gái thất vọng nói rằng: bố lại không đến, hôm nay là sinh nhật của con, tỷ phú nói lần sau sẽ đến. Chưa đợi ông nói xong, con gái lại nói: lúc nào bố cũng nói lần sau, nhưng chưa từng thực hiện lời hứa. Tỷ phú không có gì để cãi. Ông cảm thấy có lỗi với người thân, thế là ông quyết định lùi hết công việc, đi du lịch cùng người thân. Máy bay tư nhân đỗ trước mặt, chuông điện thoại bỗng reo lên. Sau khi nghe điện, ông tỏ vẻ áy náy: bố ơi, con và mẹ sẽ đợi bố xong việc. Không cần đâu con. Nhưng mà bố. Hai mẹ con xuất phát luôn. Vợ và con gái tuôn giọt nước mắt thất vọng. Tỷ phú ngồi trên xe, vừa buông điện thoại xuống thì nhìn thấy ánh lửa. Máy bay nổ rồi. Ông điên cuồng chạy về phía đống tàn tích, nhưng tất cả đã quá muộn. Tỷ phú ôm đầu khóc lóc. Giây phút này ông mới hiểu sự vô giá của kề cạnh. Ông quyên góp tài sản 100 tỷ, chôn quãng đời còn lại vào phần mộ. Từ đó trở thành ăn mày. Ông nói mình muốn làm con buôn, du ngoạn từng ngóc ngách trong thành phố. Ông dựng niềm tin cho những người mất đi ước mơ, mất đi ý nghĩa sống. Nhà tâm lý học hoàn toàn bị lay động. Ông hỏi lão ăn mày: ông có thể bán cho những người tự sát như tôi cái gì? Một dấu phẩy nhỏ, để họ viết tiếp câu chuyện của mình. Cho dù thế giới này có đè nén họ, nhà tâm lý học đã thông não. Ông đi trên sân phơi nắng. Bạn tưởng nó kết thúc rồi sao? Hiện thực luôn đầy rẫy những vở kịch. Tang lễ này rất kỳ quái. Tất cả mọi người nói chuyện vui vẻ, không hề đau buồn. Nhưng 5 phút trước thì không hề như vậy. Lão ăn mày muốn vào tang lễ kiếm bữa sáng, nhưng không khí trong phòng rất bí bách, rất nhiều người đang khóc. Tang lễ như vậy là bình thường mà. Nhưng lão ăn mày không chịu nổi. Các bạn đau buồn là bởi vì người trong tim các bạn đã chết, nhưng người đó mãi mãi sống ở đó, trong trái tim các bạn, những dấu vết mà người đó để lại. Tang lễ chắc chắn có bi thương, có nước mắt, nhưng nó cũng có sự ca ngợi và hoài niệm. Cho nên tôi xin các bạn, nói xem người đã khuất là ai. Lúc này có người nói, người đó là một người tốt, đôi lúc rất cố chấp, nhưng nội tâm tinh tế. Vợ của người đó cũng nói theo, anh ấy luôn thất bại nhưng chưa từng từ bỏ. Con trai của người đó nói là người bạn tốt nhất của mình. Vậy thì để kỷ niệm cậu ấy, cháu phải dũng cảm đối diện với nỗi sợ. Ta tin cha của cháu sẽ nói với cháu. Con trai à, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Mọi người bắt đầu nói chuyện rôm rả, nói về câu chuyện của người đã khuất. Bầu không khí bi thương biến mất. Dường như nhà tâm lý học cũng nghĩ thông gì đó. Ông chuẩn bị nói chuyện tử tế với con trai, nhưng nhìn thấy con trai trên TV, vẫn là tòa nhà đó.
con trai đứng bên cửa sổ, diễn lại khung cảnh hôm qua. Nhà tâm lý học vội vàng chạy đến, trèo ra sân tắm nắng thân thuộc đó, bàn chân của con trai lơ lửng một nửa. Tại sao cặp bố con này lại đến kết cục như vậy? Bởi vì ông bố là nhà tâm lý học giỏi nhất Brazil, ông theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, cho nên ông yêu cầu con trai phải hoàn hảo. Việc con trai không muốn làm thì ông ép phải làm, không chịu nghe suy nghĩ thật của con trai. Áp lực to lớn này khiến hai bố con ngày càng xa cách. Nhà tâm lý học muốn con lùi lại, nhưng con trai rất cứng rắn, còn bảo ông biến đi. Ông không nói được lời nào, ông hiểu tâm lý của người khác, nhưng không hiểu con trai của mình. Con trai nói rằng, con ra đời chính là một gánh nặng, chưa từng khiến bố hài lòng, lần này cũng vậy. Anh càng nói càng kích động và suy sụp. Chính lúc anh chuẩn bị nhảy xuống, ông bố bỗng nói, vậy bố nhảy trước. Bố nói gì cơ? Bố nhảy trước. Không có con, bố không biết nên sống thế nào. Nhà tâm lý học tiến lên từng bước. Con trai ngây ngốc, anh chưa từng nghĩ rằng địa vị của mình trong trái tim bố lại lớn đến vậy. Anh ôm lấy bố. Hai người ôm chầm lấy nhau. Chúng ta cần thời gian để giúp đỡ nhau con trai à? Bố không giúp được con đâu. Được mà, bố có thể cho con một dấu phẩy, để con viết tiếp câu chuyện của mình. Cho dù thế giới sụp xuống, rồi đập vào con, đời người ngắn ngủi, chúng ta mong ước quá nhiều, nhưng luôn quên mất tình thân. Đối với người đã khuất, nếu luôn nhớ đến người đó, để dấu ấn của người đó trong trái tim người sống, thì người đó luôn tồn tại. Đối với người tự sát, chết đi không thể loại bỏ đau khổ, nó chỉ loại bỏ mạng sống. Chi bằng thêm một dấu phẩy, nghĩ kỹ rồi tiếp tục tiến bước.